FC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn thân mến, lũ cũ chưa qua, lũ mới lại đến. Hôm qua cả thế giới đều nín thở khi đã được chứng kiến lưu lượng nước khổng lồ trên sông Dương Tử chảy thẳng vào hồ chứa đập Tam Hiệp, lên đến 70.000 mét khối trên giây, cao nhất kể từ khi con đập được xây dựng. Đây là một lưu lượng nước khổng lồ lịch sử mà chưa một nơi nào trên thế giới chạm tới. Có cảm giác tất cả mọi nguồn nước đều tập trung về đây, đang muốn bào mòn dần đi con đập Tam Hiệp để nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới chức Trung Quốc đã lên tiếng trấn an trên sóng truyền hình rằng con đập chắc chắn sẽ không thể bị vỡ. Nhưng đó chỉ là những lời nói dối bịa đặt trắng trợn của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm che giấu đi sự thật thất bại sắp xảy ra hiện hữu trước mắt. Hơn nữa, Bắc Kinh đang run sợ trước những đòn trừng phạt của mẹ thiên nhiên. Có thể Tập Cận Bình sẽ đi đến nước cờ cuối cùng nhằm cứu vãn con đập Tam Hiệp. Đó chính là mở bung tất cả 30 cả cửa xả lũ, chấp nhận hy sinh hàng triệu người dân để bảo vệ chế độ cũng như bè lũ của ông ta và con đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị, hôm qua Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống lũ quét kinh hoàng ập vào bờ đê đập Tam Hiệp, làm cho gần 3/4 con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc này xảy ra quá gấp gáp đã khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Kính thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật từ tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, vào sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống bắt đầu từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc. Sau những trận mưa to đến rất to, kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt, tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Mã Long, một người dân 73 tuổi, sinh sống tại vùng hạ lưu sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nói rằng vào lúc 2 giờ 15 phút rạng sáng ngày hôm nay, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ ngập lụt đang diễn ra, điện đường trường trạm bị đánh sập, người dân đang chìm trong giấc ngủ. Sau nhiều ngày thức trắng hộ đê, thì bất ngờ con đập Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại từ đỉnh núi trên cao chiếu xuống, thấy những cơn lũ ống lũ quét đang ầm ầm từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim, động vật núi rừng hoang dã phải cất tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Ông còn nói, suốt từ đêm qua tới tận bây giờ vẫn chưa khắc phục được sự cố lũ quét đêm ngày hôm qua. Không những thế, một siêu vòi rồng bất ngờ xuất hiện, hình thành lao tới càn quét bờ đê sông Dương Tử, khiến cho những khu vực gần con đập Tam Hiệp và con đê sông Dương Tử không khác gì sa mạc Sahara hoang tàn. Tiếp tục câu chuyện, ông có cho biết những cơn mưa to đến rất to liên tục chút xuống những tỉnh thành phố nói trên, và chắc chắn thiên tai năm nay sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc, để cho thế hệ sau biết được một sự thật rằng năm 2023 là một năm đại thảm họa và đầy đen tối với Trung Quốc. Nghe tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng vậy tại sao từ thời ông Tập Cận Bình lên nắm quyền Trung Quốc, Bắc Kinh lại liên tục gặp những điều đen tối như vậy? Phải chăng người đứng đầu chính phủ Trung Quốc mang đến những vận mệnh không tốt cho đất nước? Đó chính là câu hỏi hiện tại chưa có câu trả lời. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng chính ông Tập Cận Bình là người đem đến những điều không may mắn cho đại lục. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính ông ta là người gây ra những rắc rối, những hiềm khích hay những đụng độ căng thẳng trên khu vực Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan và lãnh thổ, lãnh hải ở các nước trong khu vực. Bằng chứng thể hiện rõ ràng nhất đó là từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền của Trung Quốc thì 14 nước láng giềng xung quanh Trung Quốc đã gây hấn với 13 nước. Chỉ cần nhìn vào điều đó thôi, chúng ta cũng hình dung ra rằng chính phủ Trung Quốc là như thế nào rồi. Đây chính là tội ác của Trung Quốc. Cho nên, thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừ khử Bắc Kinh. Các nước nói rằng Trung Quốc đang bị trừng phạt bởi mẹ thiên nhiên và đấng tối cao. Quả đúng là không sai. Tất cả những ai mà làm những điều trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại với an ninh an toàn của thế giới đều bị trừng phạt. Nhưng tất cả đều có mong đấng tối cao hãy sáng suốt che chở bảo vệ những người dân vô tội trước dòng lũ dữ. Chỉ mong sao nước lũ nhấn chìm bè lũ vô thần vô độ đang ăn sung mặc sướng ở Bắc Kinh,
Chính những kẻ này mới là khởi sự căn nguyên tất cả các tội ác của đất nước Trung Quốc. Có thể kể đến như lão già Tập Cận Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh. Chứ những người dân của Trung Quốc, họ chỉ bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc rắt mũi mà thôi. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa lũ suốt hơn một tháng vừa qua đã làm cho rất nhiều các tỉnh thành Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Và câu hỏi đặt ra rằng liệu Trung Quốc đang gặp những vấn đề u ám đen tối như thế thì Tập Cận Bình có xin từ chức và nhường chỗ cho ai đó hay không? Xin thưa với quý vị rằng điều đó chắc chắn không bao giờ xảy ra, bởi vì ông Tập được cho là người quá tham lam nhất trên thế giới. Một nước mà có dân số lớn nhất trên thế giới và muốn đưa Trung Hoa đại lục trở thành giấc mộng Trung Hoa, trở thành siêu cường quốc thế giới. Đầu tiên, ông ta phải chiếm được Biển Đông. Đây chính là ước nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà quân đội Bắc Kinh trong thời gian vừa qua liên tục đem tàu chiến, máy bay, ném bom ra ngoài Biển Đông để càn quét, uy hiếp các nước trong khu vực, hòng cướp đi Biển Đông. Tuy nhiên, các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có các nước như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Nga liên tục ra tay chỉ trích Trung Quốc, nếu không Biển Đông đã thuộc về Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, ông Tập đã được cho là không những muốn chiếm trọn Biển Đông mà ông còn muốn chiếm dãy núi cao nhất thế giới Himalaya nổi tiếng của Ấn Độ và cũng là dãy núi nổi tiếng trên thế giới. Ông còn đem quân đội Bắc Kinh đi xâm chiếm dãy núi Rồng Vàng của Triều Tiên. Ngoài ra, ông Tập còn muốn chiếm đảo Senkaku của Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông, và tất cả tội lỗi trên đều do lòng tham của ông Tập Cận Bình gây ra. Đây chính là lý do vì sao mà nhân quả báo ứng cũng như nghiệp quật đổ lên đầu ông Tập Cận Bình. Ông ta phải hứng chịu cho những tội lỗi của mình gây ra. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà gần 60 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn, bão táp mịt mờ. Các chuyên gia thủy văn của thế giới còn cho biết, trong thời gian tới, Trung Quốc còn tiếp tục đón nhận những điều tồi tệ đau thương mà thiên nhiên đang ập tới. Và chúng ta cùng chờ xem, con đập tâm hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không? Kính thưa quý vị, có thể nói rằng mưa bão liên tục càn quét Trung Quốc trong những ngày vừa qua đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Mưa bão đang xảy ra là hoàn toàn có thật. Rất nhiều quý khán giả nghe nhiều tin về mưa bão trong suốt thời gian vừa qua đã lên tiếng nói rằng hoàn toàn là chuyện bịa đặt và hư cấu. Và những người nào ghét Trung Quốc thì mới ám chỉ điểm mưa bão đến như vậy. Nhưng thực tế thì mưa bão đang diễn ra một cách hết sức chân thật. Hôm qua, tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết những lũ lớn đã đe dọa di sản thế giới 1.200 năm tuổi. Tờ báo của Trung Quốc nêu ra chi tiết như sau. Lũ lụt trên thượng nguồn sông Dương Tử ở Trung Quốc buộc các nhà chức trách phải sơ tán hơn 100.000 người. Và người ta nói rằng cầu mong Việt Nam mở cửa biên giới cho những người Trung Quốc sang tránh trú. Dòng nước lũ cũng đang đe dọa một di sản lên tới 1.200 năm tuổi, đó là di sản mang tên Phật Khổng Lồ Lạc Sơn, hay còn gọi là Lạc Sơn Đại Phật, cao tới 71 mét. Di sản của thế giới đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Khi dòng nước lũ đục ngầu dâng lên tới chân cái của bức tượng lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 1949 tới nay, thông tin trên cũng được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin vào bản tin thời sự tối ngày hôm qua, nói rằng mưa lũ ở tận con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp, sông Hoàng Hà, sông Mê Công đã làm cho nước lũ dâng cao và đục ngầu, nhấn chìm toàn bộ những vùng trũng của Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng của Trung Quốc và Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn của Trung Quốc đã ra thông báo khẩn cấp và di chuyển ngay những người dân của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Truyền hình Trung ương Trung Quốc còn cho biết, Tứ Xuyên, nơi có con sông Dương Tử chảy qua, đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên mức cao tối đa, cái mức cao nhất trong lịch sử. Ủy ban Tài nguyên nước con sông Dương Tử, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm giám sát về sông, tuyên bố báo động đỏ vào cuối ngày hôm qua. Ủy ban còn cho biết, mực nước tại một số trạm quan trắc dự kiến sẽ vượt qua mức chống lũ an toàn từ 3 đến 5 mét. Đây là một trong những lượng nước nguy hiểm nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến. Kính thưa quý vị, hiện chính quyền của Tập Cận Bình đang rất sốt ruột và lo lắng. Chính vì vậy mà hôm qua, cơ quan đầu não Bắc Kinh đã quyết định mở thêm 11 cửa xả lũ tại con đập Tam Hiệp. Hiện con đập Tam Hiệp có 30 cửa xả lũ. Nhưng với tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, thì cơ quan đầu não của ông Tập quyết định cho xả lũ để nhấn chìm hy sinh một số nơi ở hạ lưu sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Bởi vậy, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, hiện mưa to đến rất to, kèm theo mưa bão và vòi rồng, lũ quét, lũ ống vẫn tiếp tục đổ dồn dập vào phía Trung Quốc.
khiến cho mực nước trên 500 con sông lớn bé và những con đê đang có nguy cơ bị vỡ vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua. Theo giờ địa phương, đỉnh lũ của trận lũ số 3 trên sông Trường Giang, sông Hoàng Hà, sông Mekong đã đổ vào hố chứa đập Tam Hiệp với lưu lượng 75.000 mét khối trên giây. Đây là một lưu lượng lớn nhất chưa từng có trong lịch sử mà Trung Quốc phải chứng kiến. Hiện đập này đang phải mở tới 11 cửa xả lũ với lưu lượng lũ lên tới 49.200 mét khối trên giây. Dự báo đập Tam Hiệp sẽ còn tiếp tục mở thêm những cửa xả lũ trong một vài ngày tới và nguy cơ vùng hạ nguồn tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Tất cả những tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải đều đang trong tình trạng ngập lụt và sống trong cảnh bão lũ. Tất cả bị chìm trong biển nước, có tới hơn chục ngàn ngôi nhà bị ngập chìm và rất nhiều ô tô trôi lênh láng ngoài đường. Điện đường trường trạm của Trung Quốc bị phá hỏng. Toàn bộ các hệ thống như trường học, bệnh viện và sân bay, bến cảng đều bị phong tỏa và ngừng hoạt động. Thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền và vật chất. Thông tin trên cũng đã kết thúc video của chúng tôi ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và nhấn chuông thông báo để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.